Nghe nói khi người Nhật còn oai phong dữ dội ở Đông Nam Á, họ đã tìm được một lượng vàng lớn. Sau đó cùng với chiến bại của họ, số vàng này đã được chôn giấu ở một hầm mỏ trên một hòn đảo nhỏ không tên. Nhiều năm sau, một cậu ấm không biết từ đâu đến đã xác định được tọa độ hòn đảo này, rồi liền đưa người của mình tìm đến đây. Cậu ấm tên Duyên và cô bạn gái của mình là học giả về địa chất, một số phóng viên tạp chí và một vài tên lính đánh thuê. Sau khi lục tìm, họ tìm được miệng vào hang. Khi họ chuẩn bị vào trong xem tình hình, thì họ gặp phải sự tấn công bởi lực lượng vũ trang địa phương. Họ lui vào trong hang, lúc này một quả lựu đạn rơi vào trong hang, miệng hang nổ tung, điều này khiến một người bị thương ở chân. Đội trưởng đội lính đánh thuê hỏi Duyên, chúng ta đến đây rốt cuộc để làm gì? Nếu như cậu không nói, chúng tôi sẽ bỏ mặc cậu. Không có cách nào khác, anh đành nói ra ở đây có vàng, nhưng họ không tin. Đội trưởng nói trước hết không cần quan tâm ở đây có vàng hay không, giờ quan trọng nhất là làm thế nào để tìm lối ra. Nếu như có thể mở miệng hang ở sau ra, bên ngoài không biết còn bao nhiêu người nữa, nên họ quyết định đi vào trong. Họ cứ đi về phía trước và một cây cầu xuất hiện. Họ run rẩy bước lên, mới đi được một nửa thì có ánh đèn, từ xa còn vọng lại các bài hát trên radio, hãy khóc đi, hãy khóc đi, hãy khóc đi rồi về nhà tìm mẹ. Sau khi nghe xong bài hát, họ lại tiếp tục đi về phía trước. Họ bước vào một căn phòng, lúc này nhà địa chất cảm thấy có gì đó không đúng, cảm thấy Duyên vẫn còn chuyện gì đó giấu họ. Vậy là nhà địa chất đã hỏi anh, nhưng Duyên không chịu nói. Cô phóng viên có vẻ như cũng biết về tình hình ở đây, cô nói đây không chỉ là căn cứ quân sự của người Nhật, mà còn là trung tâm điều khiển vệ tinh của đơn vị 731, họ luôn lợi dụng tù nhân chiến tranh để nghiên cứu vũ khí khoa học. Đội trưởng nói sao không nói chuyện này sớm hơn cho họ, để họ chuẩn bị đầy đủ đến đây. Tiếp theo thì hay rồi, đến mặt nạ chống độc cũng không có. Duyên nói anh cũng không nghĩ đến chuyện sẽ như vậy, chúng ta sẽ bị nhốt lại ở đây, hơn nữa bất kể bên ngoài có thứ gì thì chúng cũng bị nhốt lại ở đây 70 năm rồi, không cần sợ. Nhà địa chất nghe thấy còn gì đó ở đây nữa, cậu đang muốn hại chết chúng tôi đấy à? Riêng nói anh đến đây đâu có vô ích, tôi trả tiền cho anh mà. Nhà địa chất nghe xong liền xông lên đánh Riêng, nhưng bị đội trưởng ngăn lại. Đội trưởng hỏi Riêng giờ cậu còn điều gì giấu họ không, lần này thì hết thật rồi. Vậy đi tiếp thôi, mấy người họ cứ đi tiếp, họ lại bước vào một căn phòng. Họ đặt người bị thương lên trên giường, anh đã không thể đi được nữa. Đội trưởng chuẩn bị cùng với một tráng sĩ đi tìm lối ra, để họ ở đây đợi. Riêng không đồng ý, anh sợ đội trưởng sẽ bỏ họ lại đi tìm vàng, sống chết đòi đi theo. Thế là đội trưởng, tráng sĩ và Riêng cùng cô bạn gái, 4 người đi tìm lối ra. Nhà địa chất, cô phóng viên và một anh lính đánh thuê, họ ở lại chăm sóc anh chàng bị thương. Khi hai người họ đang nói chuyện, bỗng nhiên anh chàng bị thương cảm thấy chiếc giường rung động, vậy là anh đã ngồi dậy nhìn xuống dưới. Bỗng nhiên hai bàn tay từ dưới đất ngoi lên tóm lấy anh, sau đó lôi anh xuống dưới. Nhà địa chất chạy lại nhưng chỉ thấy một gương mặt đáng sợ. Anh lính đánh thuê nhảy xuống, bên dưới là một lối đi kéo dài. Cô phóng viên và nhà địa chất cũng nhảy xuống. Một lúc sau, họ thấy anh chàng bị thương, nhưng anh ta đã không còn là người bị thương nữa, mà là người đã chết. Vẫn chưa hoàn hồn đột nhiên họ bị đánh ngất đi. Mấy người họ đi tìm lối ra thì lại đến một căn phòng khác, ở đây trông có vẻ giống với nơi mà người Nhật tiến hành thí nghiệm các tù binh sống. Lúc này, cánh cửa của căn phòng dần dần đóng lại. Còn ở đây, những người này đang bò đột nhiên cảm giác ở dưới có thứ gì đó. Đột nhiên họ bị kéo vô hang động. Lúc này, quái vật xuất hiện nhưng liền bị anh bắn chết. Nhưng hình như bên cạnh vẫn còn thứ gì đó. Khi anh nhìn ngó bốn phương tám hướng, đột nhiên một con quái vật xuất hiện đánh anh ngã xuống, súng cũng bị nó cướp đi. Anh chuẩn bị lấy khẩu súng khác ra thì con quái vật lại xuất hiện phía sau anh, nó che mắt anh đạp nó ngã xuống đất, sau đó cưỡi lên người nó, đánh cho nó mấy cái. Xử lý xong thì mắt anh cũng đã bị quái vật làm trọng thương. Anh lấy ra khẩu súng, trong tầm nhìn mờ ảo, anh thấy đám quái vật xuất hiện rất đông, đạn cũng bắn hết rất nhanh. Quái vật lại gần na, anh tuyệt vọng bắn phát súng cuối cùng lên trời. Cùng với tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm gừ của quái vật, anh đã qua đời. Đội trưởng nghe thấy tiếng kêu liền chạy ra xem, phát hiện cửa đã bị khóa, hơn nữa mở thế nào cũng không được. Ở chỗ nhà địa chất lúc này, một kẻ đeo mặt nạ chống độc cầm dao găm đứng trước mặt họ. Hắn ta cứ chi chi cha cha không biết đang nói gì. Cô phóng viên nói là chiến tranh đã kết thúc nhưng hắn không tin. Lúc này Duyên nhân lúc hắn không chú ý liền đẩy hắn ngã, bên trong lớp mặt nạ chống độc là một gương mặt đáng sợ. Cô phóng viên lại nói với hắn lần nữa, họ đã thất bại và đầu hàng nhưng hắn ta nhất quyết không tin. Vậy là cô đã cho hắn xem video Nhật đầu hàng, thấy video hắn ta rất kích động. Khi hắn ta bình tĩnh lại đã nói với họ, từ sau khi quân đội rời đi, hắn ta luôn ở lại đây cho đến giờ, còn về đám quái vật chính là vì họ chế tạo vũ khí mà tạo thành. Nhưng đó là sản phẩm của sự thất bại, nơi này còn một số sản phẩm thất bại khác của họ, còn mạnh hơn và đáng sợ hơn rất nhiều. Còn đội trưởng vẫn chưa mở được cửa. Lúc này, một bàn tay mở cống nước trong căn phòng, đột nhiên con quái vật từ đằng sau đẩy ngã Win và đâm anh bằng xương. Đội trưởng bắn nó một phát, nó không những không sao mà còn đẩy ngã đội trưởng và đánh anh một trận dữ dội. Tráng sĩ lại nổ súng nhưng vẫn không có tác dụng gì cả, và thứ vũ khí sắt thép mới có thể giết chết đám quái vật. Sau khi băng bó cho Riêng, họ tiếp tục kiểm tra căn phòng. Lúc này, Riêng phát hiện trong một ống tiêm, thuốc vẫn còn sót lại, bên trong là một thứ bột màu vàng, lẽ nào chính là vàng mà họ cất giấu. Rie rất tức giận, anh lính đánh thuê và tráng sĩ bắt đầu cười nhạo. Còn chỗ của nhà địa chất, người Nhật Bản nói họ biết lối ra ở đâu và người Nhật đã dẫn họ đi. Tuy không thể hoàn toàn tin hắn nhưng không có cách nào khác. Đội trưởng khi mở cánh cửa, Rie vẫn rất tức giận. Bạn gái của anh nói với anh, thứ này giá trị hơn nhiều so với vàng. Rie nghĩ thông suốt, vậy là họ chuẩn bị đem thứ thuốc này ra ngoài thì cánh cửa mở ra. Hai người bước vào trong. Lúc này, một làn khói lọt vào trong căn phòng, đèn đột nhiên sáng lên, một đám binh sĩ người Nhật xuất hiện trước mặt họ. Vẫn chưa kịp kinh ngạc thì đám binh sĩ trừng mắt rút dao ra, hướng về phía họ. Đội trưởng cũng không hề nương tay, họ giương súng liền bắn. Nhưng họ vốn không hề có cảm giác gì với đạn. Binh sĩ tiến về phía họ, một đao chém đứt cánh tay của anh, đám người bắt đầu chạy ra ngoài. Khi tráng sĩ đóng cửa thì bị một con dao đâm vào ngực. Họ chuẩn bị nhảy xuống dưới cống thoát nước thì tráng sĩ bị đâm thêm nhát nữa, người này đã chết. Còn nhóm đội trưởng thuận lợi xuống được cống thoát nước thì họ phát hiện anh chàng lính đánh thuê đã chết rất thảm, gần như trống rỗng. Lúc này, Rie lại bị quái vật quật ngã, lại là một trận đánh điên cuồng. Tại sao mỗi lần đeo đuổi đều là tôi chứ? Đội trưởng giải quyết con quái vật, sau đó họ lại chạy tiếp, vừa chạy lên đã bị dao kề cổ. Thì ra là nhà địa chất người cùng một phe. Lúc này, Rie sắp không qua khỏi nữa rồi. Họ đang thương lượng xem phải làm thế nào. Cô bạn gái lấy thuốc ra, sau đó đâm vào cổ anh, cô ấy nói như vậy nói không chừng có thể cứu anh. Chính vào lúc này, binh sĩ đã đuổi đến. Mấy người họ kéo Rie và bỏ chạy, còn người Nhật Bản đó quỳ xuống, sau đó bị đám binh sĩ xử lý. Nhóm người của họ chạy đến cửa của đường hầm, quái vật cũng đuổi đến. Nhà địa chất và người đội trưởng đã bị đẩy ngã, cuối cùng lần này lại không phải là Rie, cô phóng viên chạy đến giúp đỡ. Chính vào lúc này, bạn gái Rie mở cánh cửa ra, nhưng sau khi kéo Rie vào cô lại khóa trái cửa, đúng là nhẫn tâm. Hai con quái vật ở bên ngoài đã bị giải quyết, đội trưởng liều mạng đâm vào cánh cửa nhưng không thể mở được, vậy là họ chuẩn bị tìm một lối ra khác. Họ đã chạy đi, binh sĩ lại xuất hiện, họ chạy ngược lại nhưng vẫn là binh sĩ. Vậy là họ đã chạy vào căn phòng bên cạnh, đám binh sĩ bên ngoài đang đuổi vào bên trong. Cô phóng viên mở ra đường cống khác, sau đó cô và nhà địa chất nhảy xuống, đội trưởng tự nguyện ở lại chặn cánh cửa. Còn Rie, bạn gái anh đang lôi anh đến lối ra, nhưng chỉ một hồi cô đã không thể kéo anh được nữa, thế là cô định bỏ anh lại. Bỏ thêm vài bước nữa cô liền nhìn thấy lối ra và cô đã quay lại tìm Rie, muốn kêu anh tỉnh lại để anh có thể kiên trì bỏ thêm vài bước nữa. Rie đột nhiên mở mắt, sau đó ấn cô vào tường và bóp chết cô. Bên đội trưởng, đám binh sĩ cũng đẩy được cánh cửa. Đội trưởng liều mạng với chúng, kết quả bị giết ngay tức khắc. Cô phóng viên phát hiện ra một con đường dưới nước, nhà địa chất bảo cô đi trước. Đám binh sĩ cũng nhảy xuống dưới, nhà địa chất lặn xuống nước. Ống kính liền chuyển đến một hồ nước, cô phóng viên ngoi lên, nhưng nhà địa chất thì không biết đã đi đâu. Cô bò lên bờ. Lúc này, đám binh sĩ cũng ngoi lên. Cô nhặt khúc gỗ lên đánh nó, nhưng binh sĩ chỉ cần đánh một phát cô liền ngã trên mặt đất. Lúc này, đám binh sĩ ùn ùn kéo đến, chúng rút đao ra. Đừng mà, đều là đồng hương cũng vô dụng, một đao kết thúc. Chuyện này cũng quá đột ngột, như vậy là xong rồi. Để làm rõ nhà địa chất đã đi đâu, tôi đã cố xem đến cuối nhưng không thấy bóng dáng ông ấy đâu. Bộ phim hôm nay đến đây, xem xong nhớ ấn theo dõi nhé.